Buenos días. ¿Cómo está, señorita? Señor. 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 Bien. También muy bien. No, just bien. Bien. Are you set up on the TV? No, because I don't have the adapter for the thing. He gonna try to set it up over there. Oh, okay. Yeah. Hello, 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 hello cả nhà, hello mọi người. Hello chị. Ở này hả? Trong khu vực này có gì không chị? Em đâu biết trong đây có gì đâu. Để coi. Vậy tính là hồi nào mấy em phải ngồi lại chứ. Dạ. Để ba cái chương trình. Dạ đúng rồi, bắt buộc rồi. Ba cái chương trình. Dạ, đúng rồi. Hello, hello, hello Tammy. Đâu mà mình chưa nói gì hết mà, chưa vào vấn đề em chưa sao. Khi nào vào vấn đề là em chặn. Rồi xin chào mọi người nha. Bây giờ như vậy này, đây mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn hai cái màu mới nhất của Chisel nè. Màu này là cái màu ombre, là thêm lại sáng nay mình sẽ tìm ra một cái cặp ombre dính lèo nữa. Ombre dính lèo đó là em màu hồng và em màu kem, màu kem ha, em màu kem và em màu hồng. Như là hai em, một em 80, em 99 ha. Là nhưng mà hai em này là hai em là cặp này là cặp truyền kiếp rồi mấy bạn biết không? Khi mà hai em này mà đã dính vào là không có đường nào chạy thoát hết. Nó sẽ trở thành ombre, coi như ombre dính lẹo cho mấy em coi nè, cho mấy bạn coi này. Nhớ không? Sau là 99 mà sau là 80 nha. Và bây giờ chờ mấy bạn theo dõi. Đây mình sẽ làm cái bộ này là sẽ làm cái sculpture nails. Yeah, you can see. Okay. See này mấy bạn mở nắp ra mấy bạn, khi mình khui cái nắp ra mấy bạn nhìn thấy cái hũ bột nè. Hai cái bầu này mấy bạn thấy chưa? Mình nhìn cái hũ bột, mình nhìn cái quality của cái chất lượng của cái bột đó là nó như thế nào mấy bạn đã coi nè, thấy không? Thấy hai cái chất lượng không? Để sát vào cho mấy bạn coi luôn nè, hai chất lượng của cái bột này thấy chưa? Đó. Một cái chất lượng nó quá nó exceed above the expectation của những người thợ. Đâm ra là khi mà làm lên là mình cảm thấy là mình thấy nó cái đẹp của nó liền tại chỗ nha mấy bạn. Chờ đây mình sẽ làm giờ này đây mình sẽ làm cái xếp này, đây mình sẽ làm cái xếp nhọn nha mấy bạn, cho mấy bạn coi mình làm ombre xếp nhọn mà làm dài ra cho mấy bạn coi này. Ok mấy bạn chú ý nè, mình lấy cục bột lên đúng không nè, mấy bạn nhìn cho kỹ này, cục bột của mình thả nó này ha. Mấy bạn nhìn vào cái cục bột này là nó không có một cái gì nó gọi là mistake hay là lỗi hết tất cả. Ok mấy bạn nhìn vào này, mấy bạn đưa nó xuống đúng không? Ok thì mấy bạn cứ từ từ mấy bạn kéo nó xuống nè. Thì sáng sớm ở đây thì cái lớp cực này nó cũng hơi chảy chút, trong cái convention center nó hơi lạnh. Thì đây mình biết cục bột đầu tiên mình biết như vậy thì cục bột sau mình sẽ chỉnh lại cho nó rõ ràng hơn. Mấy bạn thấy này, mình đưa nó đi vào này không, kéo nó xuống. Cái bột nó rất là dễ chịu ha, nó deep, nó cũng rất là đẹp ha, và nó đắp thì nó khỏi nói rồi, không có chỗ gì mà để chê được hết tất cả. Nó mà deep thì nó cũng là một cái dòng bột rất là dễ làm. Thì bạn thấy là mình đưa nó vào làm cái xếp này. David đang sửa soạn, đang bên nắn cái xếp nhọn thôi ha, cho mấy bạn thấy. Nãy mình ôm nó lại này, mình ôm nó lại, thấy không, nhẹ nhàng ôm lại này. Cái cái thời gian mà nó cho tạo cho mấy bạn tạo lên cái bột mà để làm đó là cái đó rất là quan trọng nha. Mình không có đúng này, cái này làm bằng form luôn, mình làm xếp nhọn luôn. Bạn thấy không, mình kéo nó xuống này, cứ từ từ mình ôm nó lại, tại vì cái thời gian nó rất là nhiều để giúp cho cái màu sau là 23 đó. Thì mấy bạn nước lúc làm sao thì làm, bây giờ mấy bạn lấy cái xếp xong rồi đó, mình đâu đó đói hết rồi, mình nên nhìn ngang qua, mình tìm cái đường chỗ nào nó thấp đó, mình phải build nó lại, tại vì cái làm cái form thì nó bị như vậy. Ok
sau cái đó mấy bạn build góc này cho nó lên cao lên nha, mình vuốt nó xuống tiếp tục đi, mình build từ từ nó lên, mình phải cho nó cái chỗ đó nó phải lên cao lên thì nó mới là cái chỗ cao nhất của cái dòng bột của mình. Đó. There's part of the problem right there. Well, you've got two plugged into this TV. Huh? Yeah. They're both HDMI. Oh. So here's one right here. Okay. Yeah. Nè, mấy bạn thấy cái màu không? Nó no, nó khi mà nó đủ cái độ dày của nó mới xuất hiện cái màu rất đẹp của nó, nên bạn nhìn kìa. Thấy cái màu không? Hello, hello everybody. Mở cái khung. Baby. Baby. 4 không? Cháu này rồi. Ồ, dễ thương quá. Còn hỏi mấy tháng, 4 tháng rồi đó là tụi. Hold on, no, I'm looking to see which this one is. It's 3. Nếu bạn chờ một chút xíu nha, để David lấy cái phone để mình coi coi nó đọc được cái ồ, trong này chiếc đồng này yếu ghê lắm mà, đúng rồi, cực kỳ yếu luôn. Ở trong này xin lỗi nha mấy bạn, ở trong convention này đó cái wifi nó yếu lắm, đâm ra những khi mình làm nó bị giật nó không có được đều, giống như là mình làm những cái show ở bên ngoài đó, thì cái gì mấy bạn nếu mà thông cảm dùng, tại vì nó nguyên một cái convention này nó vậy đó, nó rất là yếu về cái wifi của nó. Rồi sau bây giờ mấy bạn coi này, mình làm xong là mình làm cái màu thứ hai nè. Ok mấy bạn coi là mình lấy cái màu thứ hai này, mình thả nó xuống này. Ok mình chú ý này, mình để ha, nó mỏng, nó kéo xuống này. Bây giờ mấy bạn thấy không? Đó. Mình lấy cái bột thứ hai, mình thả ngay kia cái cầu nha mấy bạn. Sau đó mình để nằm, nó nằm xuống này. Ok. Nằm sát vào cái kia cầu, cái quan trọng nhất là nằm vào cái bột của bạn, nó nằm lên dây sát vào cái kia cầu mà nó phải tròn mới được. Đó. Thì cái tròn đó đó mới làm cho cái móng của mình nó nhìn nó xấu hay nó đẹp là anh thua ngay cái chỗ đó. Ok. Đó, bạn thấy không? Kéo nó vô này ha. Mình phải tìm một cái chỗ nào nó gọi là cái chỗ mà cái cao nhất của cái móng, cái chiếc u của cái móng của mình đó, mình phải tìm mà mình phải để cái bột, mình phải để cho cái u nó đi cao như vậy đó, thì nó mới cái móng của mình đó. Đây là cái móng sau này, cái này nó sẽ vuốt thành cái móng stiletto, thì stiletto nó phải có cái chỗ cao nhất của nó, mà cái chỗ cao nhất của nó là cái chỗ để nó bảo vệ cái móng của mình cho nó khỏi bị gãy. Hello Cường em, hello Nga, hello hello tất cả các bạn nha. Nãy giờ như những bạn nào mới vào mà chưa thấy trả lời, hello Christine, hello Thiên. Màu vàng là số mấy hả? Màu vàng này là số salad 99 nha. Salad 99 và salad 80 nha mấy bạn và mấy anh chị. Nè mấy bạn coi này. Đó, hai cái màu salad nè. Thì hai cái màu này là nó là hai cái màu ombre coi như dính lẹo, đắp vô cái dính liền chạy đường là phát hết trơn. Nha. Must be something with your phone settings because nha, kéo nó xuống này mấy bạn, kéo chúng nó đều luôn thì nó đều với nhau như vậy thì cái ombre ra bắt đầu mới đẹp. Nhưng mà mình phải bảo vệ cái ôm lên của mình bằng cái gì? Bằng cái bột clear này. Cái bột clear này mấy bạn phải thả ngay cái chỗ mà cái kết nối của nó ha. Rồi mấy bạn để cho bột đi, nó chảy đi. Đúng rồi, S solid 80 và solid 99 nha. Đây là gì? Mấy bạn thấy không? Mình kéo nó vào này, đưa nó vào này. Signal, so I've got cái tình màu lạ quá vậy anh.
Đúng rồi, cái màu này rất là lạ nha. Cái màu này hiện tại bây giờ nếu mà tìm ra, mà để tìm ra những cái màu như vậy không có. Cái màu này là công ty phối những cái màu này, là những cái màu, cái tone của nó, cái tone của nó rất là đặc biệt, tone của nó lạ lắm. Nó mà nè, đây đẹp không? Đây nè, đây nè, bây giờ muốn đẹp không? Bây giờ lấy cái coi shot đó, em chụp cái hình đó, cái hình anh đã làm cho ombre rồi đó. Em chụp đó, xong rồi em về em chỉ lấy hai những cặp đó ra thôi, là mình làm là không chắc cái nào chạy thoát hết. Thì bây giờ anh cũng fix ở trong đó ra thôi. Đó, từ hai que đó, từ hai que mà khi mà anh làm màu anh pha vô đó, là coi này, cái hai cái màu này không? Quá đẹp đúng không? À, bây giờ mình sẽ làm thêm hai cái màu như vậy nữa, mình sẽ đổi, mình sẽ làm vài màu khác nhau cho mấy bạn coi những cặp ombre nó như thế nào. À. Hello Kelly Lu, em đẹp không em? Đây là sao là 99 và sao là 80 nha. Sao là 99 là cái màu này nè, màu này là sao là 99 nè. Màu này là sao là 80 này ha, màu hồng này. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm là đẹp. Ok. Góc này, góc này. Đúng rồi, anh đang coi cái, anh đang có cái, anh đang test cái liquid màu hồng. Liquid này nó lạ lắm, nó lại màu hồng ha, nhưng mà nó cái mùi của nó rất là nhẹ, nó có, nó mùi của nó giống là cái mùi xà bông thôi, giống là mùi xốp thôi, chứ không phải là mùi liquid nhiều. Thì anh cũng đang, anh đang nghiên cứu thôi, cái gì hết. Đưa nó vào này ha, mấy bạn thấy không, đưa nó vào, bóp nó vào này ha. Sau khi mình mấy bạn coi này ha. Hello Cathy. Mình coi đó ha, mình coi cái nhấc lên mình coi. Christina chưa em, anh đang test thôi. Nhưng mà anh nghĩ nếu mà anh cảm thấy mà nó work good á, thì anh sẽ ra cái loại cái màu như vậy. Nè, làm lại ha. Bây giờ mình lấy cái màu solid 99 trước nha. Nè mấy bạn thấy, tại vì cái trời trong này nó quá lạnh đi, thì đâm ra nó bị hơi bị chảy, nó chảy như vậy thì bây giờ mình phải chờ thấm cái miếng giấy như vậy đó. Mình để cho cái bột cho nó chảy bớt cái nước đó đi. Rồi sau đó ngay cái chỗ này là mấy bạn nên nhớ là quan trọng là ngay đây này, mình đập sáp vào đây nè. Đó. Thấy chưa? Mình đập sáp nó vào này. Đó. Nè mấy bạn thấy không? Mình đập sáp nó vào này. Đang kéo sâu ha, càng sâu càng tốt ha. Ok. Nhìn thấy không? Mấy cái màu này nó lạ lắm, nó là những cái màu coi như là nó không có theo ai hết á. Okay. Nó là nó một cái character riêng của nó. Nó là trở thành một cái brand name riêng của nó rồi, nó không theo ai hết tất cả ha. Cái màu nó độc đáo như vậy. Mà cái pigment của nó coi là mình nhìn này, nó rất là đẹp luôn. Ôm nó lại này, thấy không? Các bạn thấy mình ôm nó lại không? Ôm thì ôm nó chặt chứ không thôi là tay ôm không chặt và rớt mất hết. Té luôn. Nhớ ha. Mình phải ôm nhau như chưa ôm lần nào vậy đó. Phải ôm như vậy đó mới được nha, chứ mà ôm lơ mơ là coi như là té hết. Phải ôm nhau như chưa ôm lần nào. Này đó, mấy bạn thấy chưa? Kéo nó lại này không? Mà nó đúng ra cái liquid này hình như là nó hơi bị chảy đó, nó không có stable cho lắm. Anh thì anh thích làm cái nào mà nó stable hơn một chút xíu nữa. Nó hơi chảy như vậy thì nó hơi khó làm đó. Em không phải gì em. Hello Milan em. Em đang ở đâu? Anh đang chờ em đây.
Anh chờ em để lâu, ôm brand đây nè. What is the brand acrylic? The brand is Chisel. This is the brand. Chisel. C-H-I-S-E-N. That's the brand. That's a Chisel brand. Yeah, one of the hot selling products in the right now, year of 2018. This is the best selling brand for mostly for all the supply. The most brand that people don't complain about anything. But the color are so consistently juicy, beautiful. Okay. Cái màu nó rất là ngon nha mấy bạn và mấy anh chị. Cái màu nó vừa ngon và nó vừa ngọt nữa. Đó. Các bạn thấy. Yeah, this is a dual product. You can use this at a dipping system, or you can use this at like you know, just like acrylic, applied monomer. Yeah, this is new. It's dual. You can do both. You don't have to use liquid. You don't want to. You can just use like you know how. Ta đang làm. Okay. Mấy bạn chú ý này ha, mình từ từ mình làm lại này, lấy cục bột thứ hai nha. Thì mình phải làm cho cái mình phải làm cho nó cái nó cong lên như vậy. Oh, is it really? Yeah. Lúc nào cũng vậy hết, mình chịu khó, mình take more time to apply but you nhưng mà mình take less time to foul. Ok, thì đâm nhớ ra mình làm nó phải tròn, nó phải đủ cong và nó đẹp. Ok, thì những anh chị nào mà hôm nay anh chị nào mà chủ supply thì mời mấy anh chị ghé vào gian hàng của Chisel là cái booth number 8255. Thì anh chị sẽ những anh chị supply nào hình như là chắc đã biết và đều đã biết và đều nghe qua cái dòng bột của Chisel trong bắt đầu từ đầu năm nay tới nay, thì là cái bột nó ombre nó như thế nào mà làm dễ như thế nào, nó không có làm khó mình. Thường thường đây là những cái lời của từ những chủ supply là họ nói là bán bột Chisel là sướng nhất, tại vì không có một người nào complain hết tất cả. Chưa bao giờ nghe một khách hàng complain. Thì mấy bạn sẽ chứng kiến, mấy anh chị và mấy bạn sẽ chứng kiến được cái những lời nói nó như thế nào. Mình sẽ thấy tận mắt cái bột của mình nó pha ra như thế nào. Đây là hai màu ombre này, bây giờ sẽ đi tìm hai cái màu ombre khác cho mấy bạn coi. Nhưng mà trước khi bỏ cái đó lên, để mình bỏ cái bột clear lên cho mấy bạn coi ha. Hello anh. How are you? This is Chisel ombre. Ombre powder. Oh. It's a dual product. You can use it to do with monomer, or you can use it with the dipping system, with the dipping. The whole system that have four bottle. So it works with both way. You can do it either way, and it's one of the best ombre. One of the best ombre. Brand there is. Okay, so I'm gonna put these two away. I'm going to find two more pair that I will ombre them back together. Okay guys, you guys hold on. Đúng rồi, em bán không ai chê hết đúng không? Chờ mấy bạn chờ mình chứng nhận để được thực hiện. Ok, bây giờ là một cặp thứ hai để mình sẽ làm cho mấy bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái cặp thứ hai là cái cặp ombre thứ hai nha mấy bạn.
Cặp Ombre thứ hai là cặp 760 Solid 63 và sau đó là Solid 71. Cái sau Solid 7 cái số Solid 71 này là một cái số mà cái màu thần thánh này. Các bạn nên chú ý là cái màu này là nó sẽ hot nhất trong năm, các bạn để ý này. Cái màu này là cái màu sẽ hot trong năm 2018 và 2019. Cái này, cái màu này nó đi với là tất cả những cái màu trong công ty. Có một cái màu Solid 36 nữa. Cái màu đó nó cũng rất là đẹp. Bây giờ mấy bạn, bây giờ mấy bạn mời mấy bạn theo dõi nha, mình lấy hai cái màu này ra mình làm ombre hai cái màu này nữa nha. Nè. Nè mấy bạn mở nắp ra này, hộp nào cũng vậy này, thấy chưa, mình nhìn không? Khi mình nở cái nắp bột ra mình thấy là cái bột của mình này, mình quậy nó lên này ha. Thì mình thấy được cái màu của nó là very consistently mixed. Nó blend, cái màu của đó là công ty đã dùng những cái máy mà là high tech để mình blend những cái màu đó ra. Thì những cái màu nó rất là đều và nó đẹp nha, mấy bạn thấy này, mình xoay nó này. Mình để mình mix cho mấy bạn coi ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua ngón thứ hai, qua ngón thứ ba. Cái form của mình đó là mình sẽ lấy ngón thứ ba đây. Cho em hỏi em ở tiệm supply ở Vegas này. Ở Cindy ơi, anh không ở supply mà anh đang ở bên trong Convention Center ở Mandalay Bay Convention Center nha. Đó. Thì cái form gắn cái form này để hướng dẫn cho mấy bạn gắn cái form này lại, thì thường thường mình bóp hai cái đít này lại với nhau cái. Bóp nó lại với nhau như vậy rồi bắt đầu mình mới mở trên cái nắp nó ra, mình mới đưa nó đi sát xuống đây này. Này rắc vào. Đưa nó vào này ha mấy bạn, đưa nó vào này. Sau khi mình đưa nó vào này mình giữ nó hai bên chặt như vậy đi nha. Sau khi bạn giữ hai cái form chặt lại như vậy, mấy bạn vuốt. Mấy bạn giữ đó mấy bạn vuốt xuống này. Mình vuốt nhẹ xuống rồi xuống dưới mình bóp nó cái. Mình để tay lên đây lại mình coi vào cái hướng của mình định hướng cái form của mình nó ok chưa. Này bạn thấy không? Cái form nó đi chung với nhau là nó cùng hướng đi với nhau như vậy thì nó đều được không này, đúng không? Rồi nếu mà cầm nó đều rồi mấy bạn lấy nó ra này ha. Lật ngược lại lên rồi mấy bạn giữ hai thằng này lại chắc lại. Xin đi Trần ơi, anh ở trong Mandalay Bay, em có ở trong này thì nó là cái show. Nếu em có thời gian thì em ghé vào đây chơi nha. Ghé lại đây đi. Rồi bây giờ mấy bạn coi lại này, mình sẽ lấy hai cái màu này là cái màu xanh này cho mấy bạn coi này ha. Nè. Đây, đẩy sát lại đi xíu này. Đây, ok, mấy bạn thấy rõ hơn xíu nha. Nè mấy bạn chú ý nè. Đây mình sẽ lấy cái màu xanh trước nha. Hello, hello anh. How are you? You from Ben Hur? Wow. New Jersey. Yeah. Oh, okay. I like your name, Ben Hur. Like a movie. Yeah. Like a movie. Remember movie, Ben Hur? Yeah. Ok, mấy bạn coi này, cái màu xanh của nó nè. Ok. Nó giống như là cái green tea gì đó. Mấy bạn thấy không? Mấy bạn cầm nó này, để nó này. Mình không làm gì hết, mấy bạn thấm xuống này. Ok. Nằm yên này, vấn đề đó, mấy bạn thả nó xuống này. Nè, mấy bạn thấy chưa? Đưa nó vào. No, they do it so they can take picture. Nè mấy bạn coi nè. Mấy bạn ôm nó lại thấy chưa? Ôm lại này ha, coi này cái bột này. Dễ chịu không? Wow, cái gì mà rớt bụt vậy? Này mấy bạn thấy bạn cái kéo xuống không? Cái thời gian mà nó cho mình để mình làm việc đó mấy bạn thấy chưa? Đó, cái dòng bột rất là dễ chịu và dễ làm này mà. Thôi mấy bạn thấy kéo xuống không? Hello em. Nè, kéo xuống này mấy bạn, kéo xuống này, kéo. Kéo tới đâu là nó đi tới đó mà nó rất là dẻo nè. Tại vì cái hạt bột nó quá nhỏ đi. Đó, thì cái hạt bột nó quá nhỏ thì nó dễ bị chạy hơn một chút xíu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó rất là nó dẻo như vậy đó, nó cho mình control được nó. Mà mình sẽ làm chủ được cái hũ bột này. Chứ thường thường mình làm mình cứ phải lo mình làm thịt lẹ lên chứ thôi là nó khô nhanh lắm. You always worry about how fast they dry. You like you work like crazy, you sweating, but it dries too fast.
with this product. Nè. Đó, mấy bạn thấy không? Sau đó là đây bị thường thường đây bị lấy cái da đây bị cắt góc này đi xíu này. Đó. Đó. Để cho mình tạo ra cái coi như là mình làm mình cắt cho nó nhỏ nhỏ lại, mình làm ra cái set luôn thôi. Để chút xíu mình sẽ tốn đỡ tốn công mình vỗ đi. Các bạn thấy nó đưa nó vào này. Tới cái lúc này mà cục bột của bạn của các bạn vẫn còn đứng yên mà vẫn còn để cho các bạn điều khiển này. Mấy bạn muốn bẻ nó qua bên này cũng được này, mấy bạn muốn bẻ nó đâu cũng được hết, bẻ qua bên này cũng được này, thấy không? Nhưng mà không sao, mình cứ để thẳng lại cái cũ đi, tại mình muốn nó đi thẳng. Đó là cái bột nó cái bột nó dẻo như vậy đó, tại vì thích khi nào mà cái bột nó được dẻo như vậy lắm. À, rồi mấy bạn coi chú ý là mình lấy cái đây là cái màu solid 72 nha. This is a 72 nè, 71 nha, xin lỗi nè. Bây giờ để một cục, mấy bạn để cục bột ngay đây này ha, nghiêng cái móng nó xuống nè, mấy bạn kéo nó xuống này. Khi mấy bạn kéo nó xuống một chút xíu là nó chỉ đậu, nó tự động nó blend vô thôi, nó blend rất là lẹ và đều. Nhưng mà thường thường là mấy bạn nên nhớ đó, khi mà mình làm ombre đó, cái chỗ mà coi như là kết nối giữa cái kết nối hai cái cục bột nó dính vào với nhau đó, là ngay cái chỗ này này, hai cái chỗ mà hai bên gặp nhau đó, cái chỗ đó lúc nào cũng phải mỏng hết nha mấy bạn. Mà mấy bạn đừng có bao giờ nên lấy một cục bột ở trên đây mình thả xuống hết đây. Mình thả xuống như vậy là mình không control được hết một cái móng của mình đâm ra. Nhiều khi cái màu, nhiều khi mình làm ombre đó, nhiều lúc đó, chỗ được mà chỗ không được, đâm ra mấy bạn nên lấy hai hoặc là ba cục bột thì mình control nó dễ hơn. Mình để cái bột lên này lúc nào cũng vậy hết này, mình để cho cái bột nó chạy tự nhiên ha. Mình chỉ điều khiển nó bằng một cách là mình chấn nó thôi, mình không có đập đó, mình không kéo nó, mình không có làm rầm gì hết á. Mình cứ nhẹ nhẹ tay mình làm, mình kéo nó xuống từ từ, không, từ từ nó sẽ đi xuống dưới đây thôi. Đó, mấy bạn thấy chưa? Đó. Nè, vuốt nó vào này không? Yeah, you see? See, you take it easy, slowly. Oh, you apply the product, wow. And let it blend, let it graduate together. Yeah. All powder is actually one of the best powder to do this. See. Kéo xuống là các bạn thấy mà càng cao. Các bạn để ý là mình sẽ kéo sâu xuống nha. Kéo sâu xuống để cho nó ôm lên, cho nó đều xuống dưới này luôn này. Đó. Nè mấy bạn thấy chưa? Đó. Nhưng mà mình làm gì thì làm nha, mình nhớ là mình phải có cái màu màu clear ở trên nha. Tại vì cái màu clear đó là cái màu nó bảo vệ cái bột của mình. Đây là cái chỗ này là cái chỗ U này. Lúc nào cũng vậy hết nha mấy bạn. Mình phải cần có cái U. Cần có cái U của nó, cái móng tay có cần có cái U đó. Cái U đó là cái điểm cao nhất đó ha. Thì mấy bạn tìm được cái điểm cao nhất của cái móng tay này nằm ở đâu thì mấy bạn sẽ thành công là thành công. Như thành công thì cái móng của bạn dài cỡ nào dài sẽ không bao giờ bị gãy hết tất cả. Tại vì mình biết nó rồi, nó sẽ không bao giờ gãy hết. Đó là có một cái một trick của nó. Sau đó mấy bạn bỏ cái bột clear lên trên nè. Ok. Nghiêng móng xuống nha mấy bạn. Hello Thu em. Nè, kéo xuống nha mấy bạn và mấy anh chị. Đó. Ok, mấy bạn thấy là hai cái màu của nó ha. Cái góc này nó hơi méo méo. Đó, mấy bạn thấy là bây giờ mình sẽ lấy cái màu này ra cho mấy bạn coi nè. Ok. Đó. Nè, những cái màu của nó là hai những cái màu. See the color that blend together. See? Two different color. It's very strong. Very strong. Wow. Yeah. Skinny nail. Yeah, it's like cat. It's like cat. Very very strong. Nè. Hôm nay bạn không ăn, hôm nay là chắc anh nghĩ là hôm nay là chắc bạn đó là Tammy. Yeah. Bột đẹp quá, tay chuẩn. Cảm ơn em. Rồi. Straight out of London. Oh yeah.
này, mình bóp nó lại này ha, sau đó mình vuốt hai đây này, các bạn nhìn này, ok, mình đưa cái form nó vào này, cái form này là kỹ thuật của nó là mình đưa nó vào này, cho cơ nó đưa nó vào như vậy, nhưng mà trước khi mình đưa nó vào, tại thấy ngay cái nó lòi một xíu ra, nhưng mà để ngay đây, very strong, you can, oh, yeah, you can, it won't break, strong, it's not breaking, very strong, yeah, later on when I found them, very, it's like a needle, I found this like a needle, a weapon. Yeah, so you go out. You angry? Yeah. You don't. The boyfriend no mess with her. Yeah. Yeah. She give him the finger. Oh, I see. À, mấy bạn coi, mấy bạn vuốt lại ha. Trước khi vuốt lại, mấy bạn nhớ lấy lên trên này lại này. Coi lại. Này. Hello lời Lý em, khỏe không? Đi là đi qua Las Vegas chơi không nè? Oh my god. We're almost there. We're almost there. I'll tell you why. Oh yeah. We're close. Ok, bây giờ mình làm lại cục bộ thứ hai nha mấy bạn. Này, cục bộ xanh nè. Mấy bạn thấy cục bộ xanh, mình lấy cục bộ xanh tiếp tục nha. I'm from Vietnam. Huh? Vietnam? Yeah. Vietnam. Oh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Before I was go there. Oh, you there? Where are you from? You're Korea. Korea. Hey, 한민. 안녕하십니까. Yeah. I never been in Korea, but I used to live in Japan. I was go to the Vietnam Ho Chi Minh. Oh, you go to Ho Chi Minh? Yeah. Business trip. Oh, business trip. Yeah. 2 years. You have girlfriend there? No girlfriend? Yeah. Oh, can you go with me? I saw your girlfriend. Oh, yeah. Thank you. Yeah, I love Vietnamese girlfriend. Yeah. Okay, next time you go, you call me. Oh, all right. We together. Oh, yeah. Okay, I can. I can give you your girlfriend. Maybe next year, April. April next year? Okay. A lot of long leg. Oh. What you mean? Yeah, Ho Chi Minh City. Mekong River? Yeah. Oh, very beautiful. Yeah, beautiful, right? Yeah. Okay. What's this one? That's a liquid. Liquid? Yeah, liquid. How long your business? Here? Yeah. This business? I've been doing nail for a little bit 20 years. But the company been out 3 years. This company, Chizo, been out 3 years. Where? In Florida. Florida? In Florida. We out of Florida. Oh. Yeah, we based out of Florida. See? Sanford, Florida. Oh, Sanford, Florida. Yes. Oh. Yes. The only place that... New Jersey, a lot of Korean community. Yeah. New Jersey, Connecticut, New York. Yeah. Very big market. Này mấy bạn thấy chưa? Này giờ mấy bạn kéo cái bộ xuống này. You see the color, it look like candy. It look like yum, you want it. Yeah, it look delicious. It make you want to eat the color. Thấy không? Mấy bạn thấy? This design, how much you charge it? At the salon? Customer, maybe about $70. 70? 70, yeah. All together. All together. Oh. Not bad. 70. $70. Oh. Yeah. $140 together. Yeah. Oh. Not bad, right? Oh, okay. That's near my Yeah. In the salon. Oh, long nail. But they do more design too. They put design in here too. Yeah. Chút xíu nữa David có một cái design này, David sẽ hướng dẫn mấy bạn làm nha. Một cái design nó cũng có đề làm nó đang nhiều người đang làm lắm, nhưng mà chút xíu nó sẽ đi về sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bông đó thôi. Cái bông đó nó cũng hơi là lạ, cái bông đó là ở ngay dưới cái bông đó là một cái diamond, nhưng mà mình nhúng vào gel đó, mình làm cái gel để mình trở thành ra cái design đó. Thì mấy bạn chút xíu nó mấy bạn sẽ thấy. You guys will see, I will do a demonstrate a little bit later. I'll do a 3D flower, but the 3D flower in a different style.
Mm. How long use? How long does it last in the in the fingernail? Mm. 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks. They stay for 3 weeks, but they have to come back for a feel. They have to come in. How come take up? Acetone. Yeah, you take it out by acetone. Mm. Very easy. Mm. Hello, Mimi. Mimi can have a lot of got her Mandalay Bay. Live stream? Mandalay Bay, yeah, yeah. Hello, hello, chị. Chị, chị ơi, anh tìm cho em được bạn trai rồi. Bạn trai ông Đại Hàn, ông nói là kỳ này ông về. Anh dắt ông về, anh giới thiệu cho em nha. Ông Đại Hàn đẹp trai lắm. One girl want to say hi to you. Oh. I say yeah. Nè, mấy bạn thấy không? Bây giờ mình lấy cổ thứ hai. Mình lấy cổ thứ hai nha. À, bọn dưới đáy gì cho anh nữa. Cảm ơn. Nè, nè mấy bạn để cổ bột nè. Ok. Thì là gọn gàng lại nè, thấy không? Ok. Bạn kéo nó xuống nè, thấy chưa? This is 1 hour over, right? Yeah, maybe if in the salon, maybe the whole thing like this, 1 hour 30 minutes the most. 1 hour 30 minutes. Yeah, together. 1 hour 30 minutes. At the salon, because in the salon, you work, you don't talk, maybe you work faster. You pay $200. Yeah. Yeah. Plus tip. Plus tip. Yeah. And dinner. And dinner. $200 and dinner. Oh, you rich lady, eh? Yeah. Yeah. Beautiful. Nè, mấy bạn thấy chưa? Đó, mình kéo nó xuống này, hai cái màu này. Mà nó giống như là kem vậy đó mấy bạn thấy không? Nhìn thấy là coi như là mình muốn ăn rồi nha. Đó, nó quá ngon luôn, cái màu xanh nó quá đã luôn. Nhưng mà mình nên nhớ nha, mình cũng làm cái bài hát. Mình đi hả? Lát mình đi tới hả? Ok, lát nữa anh tối nay anh sẽ dẫn mình đi chơi. Dẫn mình đi nhảy đầm. Nhưng mà mình đi mình đừng dẫn ông Mỹ đi theo. Ông đi theo ông cản trở. Đó, bây giờ mấy bạn thấy không? 4 cái, 5 cái. Bây giờ mình sẽ qua cái kế tiếp nữa là mình sẽ làm cái anh sẽ làm cái marble, cái ngón tay này. Mình làm là cái marble là looks like an eagle. Yeah, it's like an eagle claw. Here we go one more time. I am going to do what you call it a marble, okay? You will see. Okay. Marbleize. Okay. Ok, bây giờ David sẽ làm cái marble như vậy, sẽ cắt cái thằng này qua một bên nha mấy bạn và mấy anh chị. Ok, I will finish here. This is number 63 and number 71. Ok. Hai cái nè, 63 and 71, that's one them. Now I do a marble line. Now we are. Hello, em. Khỏe không? Yeah. Anh đang đắp mà anh đang làm form, anh đang đắp ombre. Anh đắp ombre. Bây giờ anh sẽ soạn anh làm cái marble này này. Cái này là cái marble ha. Now I'm gonna do a marble now. Okay, guys. Mình ombre xong rồi. Bây giờ mình marble ha. Thì bây giờ là David đấy cái màu. Made in USA. Make in USA. Yeah. Making Orlando, Florida. Oh, yeah. Orlando, Florida. Yeah, Orlando, Florida. Super white. You make? What all company we make this? Oh. Yeah. Và cái màu số 2 là cái màu số 63 và số 65. Để mình sẽ làm marble vần đá cho mấy bạn coi theo dõi nha.
it's gonna be like a J, you know, the J in Chinese. They do they wear a lot of J on their neck. Cho anh coi tay em coi đẹp vậy. Wow, bling bling quá trời luôn. A lot of bling bling, you see? Yeah. Yeah, this is a this here cái này Nancy làm. Em làm hả? Em ồ tụi em có hả? Em Nancy có ở đây mà phải anh thấy nó ở đây mà nãy giờ anh chưa thấy anh ở trên nó quay hả? Ok. Ồ vậy tụi em có gian hàng đây hả? Ok. Dạ không, đây không có gian hàng. Ồ nhưng mà tụi em có gian hàng bán mấy cái đó. Bán mấy cái đai mình hả? Facebook. Ok đèn. Ok vậy thì anh để anh liên lạc với Nancy cũng được. Dạ, dạ. Anh cũng đang cần. Ừ anh cũng đang cần có này kia. Ok. Mấy em gặp nhau vậy cũng vui. Dạ. Rồi ok, now we gonna do marble line, ok. This is marble nha mấy bạn, chú ý này. You take three color together, ok? Just one color. Two color. Three color. Three color. Three color, you guys see? I don't have to worry about my product dry. Look, I let it down. Nè. Mấy bạn thấy không? Mình ngoáy nó này ha. Thì cái màu này nó rất là dẻo cho mình ngoáy nó này. Ok. Rồi mấy bạn ngoáy, khi bạn ngoáy nó xong này bạn đẩy lên này ha. Đó. Cái màu của chisel là nó có cái đó đó, nó có cái là khi mình làm á nó rất là, nó cho mình cái thời gian để mình làm, để cho mình chỉnh. Mình cứ ngồi yên tụi chỗ ha, mình để nó nằm yên ngay đó đó. Ok. Sau khi đó mình đẩy nó vào này, thấy chưa? Ok mấy bạn đập này, đập nhẹ này không? Đập nhẹ từ hai bên đập vào này ha, cứ để yên đó. Em nó không chạy đâu hết á, em cứ nằm yên đó đó. Em rất là dễ thương ha. Bây giờ mình ngồi mình chơi xíu, mình nói chuyện với em. Nhưng mà em vẫn ngồi yên đó, em không chạy đi đâu hết tất cả. À, rồi từ từ mình coi lại này. Bây giờ mình muốn đẩy thì mình đẩy ha. Tiếp đẩy thì cứ tiếp tục đẩy thôi nè. Thấy chưa? Đẩy thì tiếp tục đẩy nè. Đó, cái bột của mình nó dễ thương vậy đó. Nè, đẩy, đẩy thì đi. Không đẩy thì nằm đó. Thấy không? Nói biết nghe lời. Như không phải giống như là bạn gái của mình không? Mình mới nói cái quay đi quay lại bị tím hai con mắt. Cái bộ này không bị tím hai mắt. It's nicer than your girlfriend. Because it listen to you. Your girlfriend don't listen to you. Give you black eyes. Your girlfriend, you say something, give you black eyes. The powder don't give you black eyes, okay? So look, still working. See, I still work. Still working này, mấy bạn thấy chưa? I think David, so many girlfriends. Not enough. Everybody girlfriend. Nè, đẩy vào này, mấy bạn thấy chưa? Đẩy vào. Bạn thấy không? Bạn thấy có bột không? Cứ việc đẩy nó vào mà kéo nó xuống này, thấy chưa? Nó không chạy đi đâu hết tất cả. À, cái thời gian cái bạn rất, các bạn có rất là nhiều thời gian để mấy bạn làm việc này, thấy không? Kéo nó vô. Bạn kéo nó vô. Đúng rồi, lúc nào cũng vậy hết. Lấy cái này là cái công thức của nó là màu trắng, thịt là trắng trước. Rồi cái màu thứ nhì là cái màu này. Em không có thể nào em lấy cái màu này và em lấy cái màu này và em chạy cái màu này được hết. Có nghĩa là bắt đầu em phải từ màu sáng thứ nhất, màu sáng thứ nhì và màu bắt đầu thứ ba. Có nghĩa là mình không có thể nào mình lấy từ màu này ha mà em đi qua màu này thì em làm thì hai cái màu này sao nó không có loang ra được. À, cái công thức của ông của cái marble là nó như vậy, lúc nào cũng vậy này. Bây giờ mình vẫn nói chuyện mà vẫn đẩy được. Sau đó mình cắt hai góc này đi. Tôi rảnh thích cái chợ. So many color. Yeah, three color. À, three color. Yeah, three color. This is a three color. Yeah, we have 310 color. Oh. Together. Nè các bạn thấy không? Mình cứ đẩy nó vào đi. Okay. Ôm nó lại. Thì bây giờ mình đi qua chỗ thứ hai này. Mình sẽ tiếp tục mình đi lên lại này. Các bạn lấy cái bột trắng nè. Ok. Bột xanh nè. Lấy bạn hai cái bột không? Còn bột thứ ba là ba góc này. Thì bạn có ba cái bột ba góc này, bạn thấy chưa? Này ba cái bột ba góc. Các bạn thả cái bột nó ngay đây này. Thấy không? Mình thả nó xuống là mình bắt đầu mình mới ngoáy nó nè. Ok. Thì cái này nó ngoáy đó. Mấy bạn không cần phải coi như là mình ngoáy nhiều vòng. Ngoáy nhiều vòng mà không bị chóng mặt. Ngoáy vừa thôi. À. Mà ngoáy nhiều vòng quá nó bị loang ra, nó làm mất cái ấy của mình đi. Mấy bạn thấy là mình kéo nó vô này, thấy chưa? Đó. Đưa nó lại. À. Mình cứ nhẹ 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 mình ngoáy nó. Ok. Đấy mấy bạn coi này, từ từ mình ngoáy nó vào này, thấy không? Đưa nó vào đi.
Hello, hello Phương Linh Nguyễn, hello hello nhân viên em, khỏe không? Mấy em khỏe không? Này cục bột thứ ba này, thì cục bột thứ ba nó đang nằm ở trên cái góc này, thì bây giờ hiện tại bây giờ nó sẽ không cần, nó không cần nhiều nhiều nữa, thì vì nó còn cái space của nó còn chút xíu thôi. Cái bàn khi mà thế để thế nằm nó xuống này, mình đụng nhẹ vô này, đấy, đưa nó qua này, đấy. Chỉ cần như đó thôi, mấy bạn đưa sát cái cục bột này nó đi sát vào critical cho David, đúng không? Đó, mình đưa sát vào critical. Thì bạn thấy cái màu xanh đậm ở trên đây bắt đầu nó loang ra như vậy, nó có cái loang cái marble đấy, nó khá hay rồi ngay. Nếu mà như vậy David thích cái khúc đó đó, then I'm gonna use a little bit more green powder, I'm gonna place it right here. Okay. Mình để cho nó nằm xuống nha, mình kẹt nó đi mình không sao đâu, cái bột nó tự động nó loang ra với nhau, rồi mình đưa nó thêm một vài ngoáy một vài đường nữa, mình đưa nó xuống à, rồi mình sẽ đưa nó lên. Thì mình làm như vậy nó sẽ tạo ra một cái em đẩy nó lên này, bạn thấy nó cái mình tạo ra một cái marble nó ấy thôi. Nhưng mà cái quan trọng của cái này là mình lúc nào cũng phải có cái bột clear ở trên. Mình không có bột clear là mấy em mấy bạn vúa là bay đi hết nè. Ok, này bột clear này, cái bột clear nó nằm ở ngay cái vị trí ngay cái u của nó đó, cái móng tay nó có cái u ha mấy bạn, giống như con rùa có mu vậy đó, móng tay có cái u ha. Cái u cao nhất của nó là nằm ở ngay cái chỗ mà hai cái dòng bột, hai cái chỗ mà cái kêu là cái break stretch area đó, hai cái độ cong độ ổ bọn sẽ bị gãy đó, các bạn phải có ngay đó. Đó, kéo nó xuống này không, rồi okay. Rồi sau đó mấy bạn qua bên đây, rồi mình sẽ vuốt sạch, rồi mình sẽ cất cái thằng này đi nha mấy bạn, rồi bắt đầu mình vuốt xếp cho mấy bạn coi thôi. Đó là cái màu, đây là hai cái màu cuối cùng David mới bỏ ra là nha, cho cái marble đó. Cái màu này là cái màu solid 65 và solid 63. Hai cái màu này mình làm ombre nó cũng đẹp này, hai cái màu này mình đi chung với nhau mình làm ombre nó cũng rất là đẹp nha mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy. Rồi bây giờ đây mình sẽ bỏ thằng này qua một bên, là mình sẽ vúa cái, mình sẽ tháo cái này ra, cởi áo ra này, mình mặc áo vô thì cởi ra này. Đó. Ok, qua bên đây cũng vậy này, cởi áo ra này ha, cởi áo nó có bị lạnh không em? Đó. Đó rồi xong cởi nó ra ha, vậy thôi, cái này qua một bên đi chút xíu cho vào thùng rác. Thì bây giờ là mấy bạn này, xí she have beautiful hand, beautiful hand nè. Này mấy bạn nhớ là sau khi mà nhớ là mình đẩy cái, mình lấy cái cây này mình đẩy ra nha. Hello, nghe khỏe không? New Zealand, wow, fun. Nè mấy bạn vúa này ha, coi này, mình vúa cái xếp ha, cái xếp đây này, bây giờ cái xếp mà nó gọi là cái xếp stiletto đó, thì nó vúa xếp mấy cái khác coffin. Thế có phải là mấy bạn vúa thẳng một đường như vậy đây à, thì mình đi một đường lúc nào cũng vậy, thẳng như vậy hết, lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà cái cóp, nhưng mà cái xếp tè lè rồi đó, mấy bạn đi đây này, nhưng mà mấy bạn đi theo một cái đường cong này nữa này nè, mấy bạn thấy không, thì nó đường cong, cái đường cong này đi hết cái này thì nó làm nguyên một cái bầu này, nó một cái vòng cong, nó giống một cái thia chóp, nó đi thẳng xuống, đi sâu xuống mà nó kéo xa xuống, thì cái xếp cóp của mấy bạn nó sẽ đẹp hơn, cái xếp tè lè rồi của mấy bạn nó sẽ đẹp hơn à. Mà nó gọi là stè rồi thì nó càng xuống sâu, nó phải càng ốm lại thì nó mới tạo ra cái đẹp của cái thằng, nó tạo ra cái đẹp của cái thằng stiletto được ha. Còn coffin thì mấy bạn cứ đi thẳng tới đây là mấy bạn đứng lại, rồi mấy bạn không vô sâu nữa, tại vì mình vô sâu hơn nữa là nó sẽ vô cái khuyết của nó đó. Đó là cái, thì bây giờ như là cái xếp của mình này ha, mình vúa nó đâu ra đó hết rồi à, mình tạo ra được cái u, mình tạo ra được cái độ dày, mình tạo ra được hết tất cả. Thì dù mặc dù cái móng người ta rất là mỏng như vậy, nhưng mà khách hàng có thể đi 2 tới 3 tuần người ta trở lại không xin nhà giấy không gáy được, tại vì mình đã có một cái structure của nó nằm ở ngay chỗ này, này rất là vững chắc, nó giữ nguyên một bộ móng này, hai bên này nó đủ dày để mà giữ này. Thì bạn thấy là cái shape là phải nó càng nhỏ thì nó càng nhỏ bao nhiêu thì nó có thể giết người được bấy nhiêu này nè, đụng vô là chảy máu rồi ha. Đó, nên nói là chứ anh tối nay mà anh nào mà là boyfriend cẩn thận nha, không có cần nói đâu, chỉ liếc một cái thôi là coi như là đó, rất là nguy hiểm. Weapon này ha, qua bên đây này đó.
chút xíu nữa mình sẽ trở lại và chút xíu nữa mình sẽ làm trong cái bộ móng tay này, mình sẽ làm hướng dẫn mấy bạn làm một cái bông tuy đi. Hiện tại bây giờ nó đang là một cái trend đó, nó kêu là cái crystal, nó là cái bo nhưng mà nó là làm bằng từ gel ra. Nó làm bằng từ gel rồi nó đặt cái bo nó nằm ngay giữa và trong xung quanh đó là nó có những cái cánh hoa nó mọc ra. Thì cái đó là đang một cái trend, người ta cũng rất là nhiều người đang làm. Nó tốn thời gian một chút xíu nhưng mà tại vì nó làm bằng gel. Chút xíu nó đây mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm cái đó luôn. Mà mình sẽ dùng cái gel của mình là cái dùng cái gel này là gel đính đá nha. Cái chai base gel này nó là gel đính đá, rất là chắc luôn. Đính đá xong nhiều khi khách hàng đi 2-3 tuần trở lại mà lấy cái kìm gỡ ra mới được, chứ không nó không có rớt, nó không dễ rớt ra. Ở đây là hai cái màu trái cây, nó giống như là trái cây vậy, cái màu nó giống như trái cây vậy. À, cái món này coi như là xong rồi. Hello Ariana, Christina Pensa, hola. Nè, this is a J1. I really love this marble. Màu trắng, màu xanh nè, mấy bạn thấy không? Làm cái rose candy bowl. Yeah. Mình làm cái rose. Mình làm cái rose đó là mình làm cục kẹo ngay dưới rồi cái rose nó mọc trong đó. Cái đó cũng hay, là cái đó đẹp lắm. Cái đó có nhiều người đang, nó đang very popular để làm. Nó cũng dễ làm lắm. Nhưng mà... Đây. Cái gì nút? Anh nói thiệt mà cái đó gọi là rose candy ball mà. Hoa trong kẹo mà. Nè, nếu bạn nên nhớ không, nó cái móng của mình là cái nó gọi là stiletto rồi. Stiletto nó phải là ra stiletto. Nó phải có cái độ nhọn như vậy đó. Nó phải sắc bén như vậy đó thì cái nó mới đẹp được ha. Em giữ cái tay này dùm cho anh. Rồi, để vậy nè. Tại vì á mình vuốt cái sếp mà này á thì mình đi hai bên này, có thể mấy bạn đi từ hai bên, mấy bạn đi ôm vào này. Mà mấy bạn càng ôm vào bao nhiêu thì nó lại càng sắc bén bấy nhiêu này, nó càng nhỏ lại nè. Hai cái bên góc này nè. Đó. Có thể mình vuốt bằng tay, có thể mình vuốt bằng máy, nhưng mà nó đúng ra đó là cái sếp mà sếp này đó mình vuốt bằng tay á, nó tốn thời gian nhưng mà nó tạo ra được cái đẹp khác, đẹp đẹp lắm. Đó. Đấy, mấy bạn thấy không? Ôm nó lại này ha, ôm nó lại thấy chưa? Đó. Hello em. Dạ. Các bạn thấy đủ nhọn chưa? You see? Weapon. Woo woo woo. Bà xạo quá. Mình đúng như cái bà đi mất tiêu. Tại vì nè, mấy bạn đi cho nó tròn ha, sau đó là thôi. Tại vì cái bột nó đâu dính trên da đâu mà sợ. Tại lúc nãy giờ mình đắp nó chỉ có nằm trong cái vị trí của nó thôi, nó không đi ra khỏi cái vị trí của cái đó, thì đâm ra mình biết nó là nó không có dính da gì hết cả. Để mấy bạn thấy là cái màu này David muốn làm cho nó nổi lên chút xíu nữa thì bây giờ sẽ dùng cái đầu đũa khác lớn hơn chút xíu. Mình làm cho nó nổi cái
nó nổi cái vần đá ở dưới á, là cái vần đá ở dưới nó có nhiều cái nó nằm ẩn á. Bây giờ mình đưa nó ra thì những vần đá nó nằm ẩn, mình đưa nó ra thêm nè. Nè, các bạn thấy không, mình đưa thêm vần đá nó ra thêm thì những cái ẩn ở dưới nó sẽ nổi ra, nó sẽ đẹp hơn đó. Nên là cái thằng này nó cũng là một thằng phá nha. Ví dụ như phá này, bạn thấy không, gọt nó vô ha, gọt nhẹ vô đây. Nè, bạn thấy mình gọt nó giống như là gọt trái cây rồi không? Nè, mình gọt nó này, thấy không? Cái vúa nó vậy đó. Hello, this is Chizo Ombre. How are you? Looking your work. Thank you. This is weapon. Yeah, you go. Okay, she's like a tiger. Rồi bây giờ mấy bạn coi này. Oh, for her? No, okay, no, no, I give no. you, I give she, you. She will go like this to me, no, no. It's okay. Yeah. Okay, so you don't mess with her. You right. Wait for me, I give you one like that, okay? Okay. Thank you. Nè, giữ cái ôm lại giùm cho anh đi. Okay. Mình vúa nó vậy. Mình vúa cái này á, mình lấy cái ngón tay này này, mấy bạn nên nhớ. Mình lấy cái ngón tay này mình giữ dưới đây để mình gì, mình bảo vệ. Mình bảo vệ cái vúa của mình. Mấy bạn thấy vúa xuống không? Đó, đây là một cách vúa này, đi chậm lại mấy bạn coi này không? Đi từ trong này đi ra này, nhẹ ra này không? Nhẹ ra. Mình vừa đi ra thì mình vừa cái xoay cái mình vừa đi ra thì mình bắt đầu là mình xoay, mình đi tới đâu là mình xoay cái hướng của mình, móng tay của mình nó đi như đó. Đó, cái đó là cái cách mà vúa bằng tay cho nó nhọn là ngay khúc đầu. Nó nhìn xuống nó giống là một cái barrel, giống là một cái ống kính nhìn sâu vào đó. Các bạn thấy không? Đó, đó là một cái cách vúa bằng tay ha. Do những bạn nào có những cái vúa, có những cái hứng thú làm tay thì nó là một cái art này. Cái art đó thì cái gì cũng vậy hết, nó phải đẹp, phải đều đều đây này, ôm đây đều này ha. Tối nay mà lỡ mà có chảy máu thì có độ thương. Ai hay hấp vào đó phải thao đâu nhỉ? Thầy vừa thao dưới đây em, đây nè, đây nè. Không anh để đi. Dạ. Rồi mấy bạn thấy mình vô xếp nào. Cái. Mày phốn. Ai biết đâu. Ờ cái này của. Ồ bên phốn có đem rồi, đem rồi. Đó có. Anh đây bị chỉ. Chỉ có anh David không mê thôi chị ạ, cái gì đó. Okay. Ai cũng mê hết chị ơi. Hello. Hi. So pretty. Beautiful. Thank you. Oh, hello, phải không? Ok, bây giờ là mình xong, mình buffer là mình sẽ làm những cái chuyện gì mình cần làm, ok? Kéo xuống này. Đây, góc này nó chưa đẹp cho lắm. Đều. Đó.
Yeah. Okay. Lấy lá nó tay lấy tay ra tay bên kia em ra đi anh làm móng nhọn luôn. À mấy móng nhọn này làm nó mới làm bàn trước nha, tính sao? Ừ. Còn bài đi ăn. Tối đi ăn cũng được lột cua. Lột gì? Lột cua. Lột cua. Chú nghe gì chú? Ủa? Tự nhiên cái gì mà kêu đi lột cua? Đang làm nail mà người ta đang nói mua rùa mà đi lột cua. Anh ơi, năm hôm mình có thể về sớm. Anh nói rồi, à, tối nay mình đi. Ờ, à, không có, tối nay mình đi ăn ốc. Ốc đậu. Ăn ốc. Tối nay mình đi ăn ốc nha. À, à, Nhi sẽ phục vụ cho tất cả các bạn. Ốc. Bạn ăn ốc. Không phải voi mới được. Đó. Nè. Ngón như cái cẩm thạch rất đẹp. À, ngón như cái cẩm như ngón cái à, cái gì con đọc cái gì cầm ngón như cái như... cái mà cái gì ngón cái ừ ngón cái gì được rồi. Ok bây giờ mình làm gel, mình bỏ gel vào nha mấy bạn. Đây mình đẩy con này qua một bên nè, mình quét gel lên nha. À, mấy bạn thấy thì sao? Hello, khỏe không? Nè, anh làm cái này, anh làm cái design nữa, anh làm thêm cái bàn, cái bông á. Cái bàn. Mà cái bàn biết này cái bông. Nè, cái màu này nó màu dây nè. Thấy cái màu chay không? Mấy bạn nhìn vào nó giống y chang chay vậy đó. Mấy bạn thấy chưa? Nè. Anh vui quá, live show rồi, vui ghê. Ờ đúng rồi, là ngày nào cũng live. Live là phải có. Thì đó mình vô live là mấy bạn nào nhớ ha. Trước khi bỏ vào đèn mình phải vuốt nha. Đó, không vuốt là nó sẽ không có mất cái nhọt của mấy bạn đi này, vuốt này. Thấy chưa? Nhớ không? Coi này vuốt này, thấy chưa? Đó. Phải vuốt như vậy nó mới gọi như là đó. Rồi em cho vô đèn giùm cho anh. Rồi sau đó bây giờ là mình sẽ tìm một cái mình làm ai có cục diamond không? Right, đây no, I need a diamond. Oh, the diamond. Yeah. Em cái hộp của em đây hi anh. Hộp diamond của em đâu. Đây. Diamond à, thôi không cái hột diamond à. No, để tính đầu dũa. Đi đi. Không. Are you say about the? Dạ dạ diamond, anh như là không biết làm có. Cái chai top không? Không diamond á, cái hột diamond, cái hột để gắn á. Rhinestone không chịu. Ờ rhinestone đúng rồi. Đây đây rồi, anh có rồi. Khổ ghê. Anh lấy cái rhinestone này. Anh sẽ làm mình sẽ lấy cái rhinestone mình làm đây mình làm cái gel lên trên nha. Cái đó là cái cho nó vô cái lần nữa đi em. Anh ơi, bế dính tràn da trắng lắm. Bế đính đá tràn thành thành. Ờ, bế đính đánh đá thành thánh lắm. Thành thánh lắm là cái base mà đính đá đó là thành thánh lắm. Lấy ra đút vô cái nữa. Được chưa? Rồi vô đây. Vô trong luôn. Vô sâu nữa. Vô sâu nữa. Rồi không sâu rồi, lấy ra rồi, ok. Hello.
mình sẽ làm cái này mình đó, ok. Mình sẽ làm một cái này cho mấy bạn coi, là mình sẽ làm bằng cái gel. Thì cái gel này đó là mình đây là cái gel base ha. Mấy bạn thấy là cái cục gel này này, tại vì cái này là có nhiều cái cho người ta làm giống như vậy này. Mình đang làm ra cái banh. Ok. Các bạn đưa nó xuống nè. Đưa nó vào này, xoay nó này, thấy không? Đó, bỏ vào bóng đèn này. Ê chà, rớt tay em vậy. Rồi em xong rồi em lấy ra nha. Ok. Đó, mấy bạn thấy không? Mình đang tạo ra cái banh để mình làm cái diamond đó. Nè. Cái bông, nhưng mà bây giờ cái bông này nó như vậy. Nó là cái bông mà như cái banh này là mình sẽ bỏ cái bông này này nó màu đen đi ha. Nè, đây là cái mà mình sẽ làm tạo lên lại này, nhẹ nhẹ thôi. Cái này là cái base, cái này là cái base để đính đá. Gel base đính đá. Em là new stuff. À ha. Cái này là gel base. Nó gel base nhưng mà gel base đính đá. Nó đính đá rất là chắc. Hello, Mr. Jonathan, how are you? Where are you? 13,000. Oh, the other way. How is everything? Good. You seen Frank yet? No, I just talked to him. I thought he's here. Oh yeah, he's somewhere. He's walking. I couldn't find your booth. So oh yeah. I think. Oh yeah, he's walking around. Yeah. Yeah. Này, mấy bạn thấy không? Mình làm mấy cái trái này này. Mình sẽ bỏ vô cái đèn. Mình cho nó khô. Nó khô trong vòng một chút xíu. Mình mới tháo ra, mình mới làm những cái mà cái cháy nó xung quanh. Thì càng làm nó càng ra này, mấy bạn thấy không? Nó càng làm nó càng ra này. Cái bột gel này nó đặc lắm. Nó đủ đặc mà nó đủ dày để cho mấy bạn làm mấy cái chuyện đó. Mấy bạn thấy không? Nè, thấy không? Đó, kéo nó vô này, đẩy nó xuống này. Đó, mình đưa nó vào. Xoay nó. À, để coi, lại có để làm xong này anh làm cho. Này. Cái bông giống này. Ồ, cái bông mà giống như trái banh vậy đó ha. Đó, là trái banh này. Cái nào lăn qua lăn lại đúng không? À, được. À. Em làm bông mà không nở được anh. Hả? Ờ, hoa có rồi. Không sao hết. À. Không đi thì biết sao, bây giờ pin bên nở đó. Nở mình cứ mình nở về đêm thôi. Đêm mình nè, ban ngày mình cứ khép nó lại. Ban đêm mình mới nở ra. Nói rồi cách đi hết luôn. Sao quá cách đi hết luôn. Nè. Ok, mấy bạn thấy cục này vậy như đây đó rồi, bây giờ mình tháo ra. Yeah. Đây. Cái cục này nó nằm ở đây, thì chút xíu nữa mình sẽ làm cái thằng này ở đây để mình gắn cái ấy vào. À, được mà gắn nhẹ thôi. Tối ăn xong cái bực là biết. Tối ăn sao ăn đâu biết ta. Cái gì nuốt cái hộp của anh nữa. Trời ơi, nhỏ này nuốt gì. Trời ơi là trời. Thôi cái hộp của anh. Cái ấy là cái gì vậy anh? Cái ấy đó. Hoa là cái bên kia cười kìa. Hoa nở về đây mà nó chưa. Sư phụ chờ hết tài anh nói luôn. Nhớ không? Nhớ nói là hoa. Hoa quỳnh nở buồn. Hoa hả? Đúng rồi, hoa quỳnh thì như vậy đêm 12 giờ. Không sao đâu. Cái này là em hoa quỳnh nở buồn chứ. Nó nở buồn vậy mà nó chắc cứu quá nha. Chứ mà nó nở sớm quá là nhiều khi nó không còn là hoa nữa. Mà không biết nó kêu là gì, nó kêu là bụp chứ không phải là hoa nữa. Nó trở thành bông bụp rồi.
Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái màu là mình sẽ làm cái bông bên ngoài, mình sẽ lấy cái màu American. À, thôi mình lấy màu American đi nha. Sao lại thay màu? Đây mấy bạn theo dõi, mình sẽ làm cái bông như vậy, các bạn làm cho mấy bạn coi. Hai Rin em đang ở đó hả? Rin đang ở đây chứ, Rin ở đâu? Rin đang ở đây nè, cười quá trời luôn kìa. Rồi rồi, ok. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi mình có cái bông này mình gắn nó vào đây, nhưng mà mình sẽ làm cái mình sẽ làm những cánh hoa, mình cho nó nở xung quanh cái bụp này. Hôm qua mình có Body Works đó, mình coi cái show Chris Angel hay quá trời. Dạ hay á, cái show đó hay ghê. Các bạn thấy nè. Ủa, bằng quần chi? Ủa, bằng quần đi kéo. Lộ AC lộ quá. Hôm nay nó chạy, hôm qua nó chạy cho. No, ngày hôm nay lạnh á. Ngày hôm nay chạy. Đúng rồi, ngày hôm qua thì hơi nóng, ngày hôm nay anh thấy nó lạnh nè. Hôm nay lạnh á. Nè mấy bạn coi bài nè. Nè đi sát vào nè, mình đẩy mình làm cái bông ha. Nè. Để mấy bạn đi tiếp tục, mình đi qua bên cái lớp số 2 này nha. Mình sẽ làm cái bông nè. Ngày thứ 3 đâu còn gì nữa đâu, ngày thứ 3 là đúng ra là vô lại. Em lấy hốt đầu. Tới hốt rồi đúng không? Đúng rồi. Đa số là ngày thứ 3 người ta vô tên đi xe điêu xong là về thôi, hốt đồ về xong. Đó, nổi lên rồi đấy không? Cái em sushi phải cẩn thận, lớp xuống cái mệt. À. Các bạn thấy không, cái bông cái cánh hoa của mình ngày hôm nay nó bị lòi ra nha. Hello em. Hello anh. Lâu quá không gặp ha. Đẹp quá. Nè mấy bạn thấy chưa? Đẹp quá không gặp. Sao không làm cảnh trước mà nhục trước vậy anh? Cái gì? Đó, mình wow, cái đó đẹp quá. Cũng làm cảnh trước mà làm cảnh trước. Ờ, đúng hả? Cảnh rõ ràng, đọc ra cảnh. Tôi làm cảnh trước mà làm nguyện trước. À, đúng rồi, bây giờ thường thường là như vậy nè. Anh từ xưa đến nay anh có một cái chiêu là anh tấn công từ bên ngoài. Xong rồi anh tấn công vô thành phố. Thành phố, cơ mà thành phố rồi từ từ mình đi vô sâu. Nhưng mà ngày hôm nay nó là đúng ra là không có thời gian. Tấn công vô thành phố trước luôn. Chứ mình vui thành phố rồi mình mới từ từ mình đi ra ngoài. Đó. Chứ mà bây giờ là thường lệ là hôm nay phá lệ là mình tấn công vào thành phố trước á. Đó, khi mình vô trong trước rồi mình hẳn đi ra. Đó. Đẹp quá. Nè. Bắt đầu từ từ bây giờ mình sẽ đi ra, mình bắt đầu đi ra. Thì mình đi ra thì bắt đầu mình phải có những cái phối cảnh màu khác nhau.
Nếu bạn thấy là từ từ mình đi ra ha, mình để cái bồ, cái quan trọng là cái bồ nó phải khô. Này. Mình để cho nó khô từ 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 mình mới nhấn, mình đưa nó lên nha mấy bạn. Nhưng mà cái này nó có một cái là như vậy nè. Mấy bạn, để mấy bạn coi, nó có một cái nó giống như thế này. Mình có thể mình lấy cái này, mình để đó chút xíu, mình làm cánh bông, mình đợi mình đưa nó vào. Tại vì cái bông này nó cao như vậy đó, nó cần có một cái gọi là cái bông, nó cần có cánh bông đưa lên trên cao. Thì mình đưa nó xuống như vậy á, cái cục bột nó khó đưa lên trên cao lắm. Mình phải để cục bột ở bên ngoài rồi từ từ mới đưa lên trên cao sau. Này, các bạn thấy là mình đưa nó vào này. Đó. Rồi mấy bạn coi này nha, mình lấy nè. Mình lấy cái cánh hoa nha, mình lấy cánh hoa này. Mình thấm đó, mình bỏ nó vào đây. Ok. Nè mấy bạn coi nè. Ok, mình thấm nè. Mình bỏ nó vào đây nè. Nè. Thấm, mấy bạn bỏ nó vào đây. Nè, sau khi mấy bạn bỏ nó vào đó như vậy rồi đó. Rồi anh vô đây. Nè. Đập cho nó mỏng mỏng như vậy. Đấy, bạn thấy chưa? Mình làm như vậy thì mình mới tạo ra cái cánh hoa. Để mình đẩy nó đi xung quanh thì nó mới đứng lên được. Tại vì nó. Đấy, bạn thấy không? Rồi mình phải chờ cho nó hơi khô đi xíu. Mình mới lấy nó ra. Đó, mấy bạn lấy nó ra rồi mấy bạn mới đưa nó vào đây. Nè mấy bạn thấy chưa? Thì nó mới tạo được cái độ cong nha mấy bạn, chứ không nó không tạo được cái độ cong nha mấy bạn đâu. Nè mấy bạn thấy ra này không? Đó. Mình đưa nó từ góc một. Nó không khó làm, nó dễ làm lắm. Nhưng mà nó có cái là nó đòi hỏi mấy cái tỉ mỉ thôi. Đưa nó vào. Mình sẽ chỉnh nó và mình sẽ hướng quyển nó đi theo cái góc của mình. Các bạn lấy cục bột thứ ba này. Nó được cái là như vậy này, cái thằng này nó lâu khô lắm. Thấy không? Thì đâm ra mấy bạn thoải mái. Các bạn đưa nó vào. Ba cánh tiếp nha. Là cái thả ba cánh này. Nè, mấy ba thấy mấy ba cục không? Mình để nó ra để cho nó khi mà nó khô thì mấy bạn mới bắt đầu mấy bạn lấy nó đập nó ra rồi mấy bơ đưa nó vào. Nè. Các bạn thấy không? Đẩy nó ra này. Ok. Mình chờ cho nó khô chút xíu, mình mới lấy nó ra, mình đưa nó vào cái khúc này nữa. Đó. Mỏng quá.
Bạn thấy không? Nè, mình lấy một vò đó sẽ cong vô thôi, nhưng mà mình lấy thêm nó bự bự một xíu. Nhớ không, đẩy nè cái bông cho nó ra, cái cánh nó ra, đè ra vậy. Sau đó mình nghiêng cái này lên nè, mấy bạn coi này nha. Nó là thằng Max luôn. Okay. Cái hột của David to quá. Hello. Trời ơi, hột của anh to quá hả? Đúng rồi em. Hột anh là made in Việt Nam á nha. To lắm. Giờ chơi từng cánh. Mình đưa nó sát nó vào này. Đẩy nó vào đây. Mình mới nghiêng, mình là đó, nghiêng qua một bên này, nó vô vậy này. Cho nó ôm vô tí nha. Thấy chưa? Mình đưa cái này xuống dưới đây cho nó, cho cái bông nó bám vào đó thôi. Oh man, I'm up next. Okay, mình đưa nó vào đây nè, các bạn thấy chưa? Đó. Đưa nó vào để nó dưới cái đó lại cho nó chắc lại thôi. Make sure they hold inside there. Cái quan trọng nó phải giữ nó nằm trong đó. Cho nó ra chút xíu ha. Cầm nó vô. Cái quan trọng nó phải ra, nó đều đều với nhau nó đẹp. Ok. What is it? Jennifer, this is a nail show. This is a nail show. We do nails like this, and then we take them off. It's just training, and pretty much we in Las Vegas. We just having fun, and we doing a show. So obviously,
we can afford to do that. you know what I mean? Okay. We actually don't have to work for the next few days. We are on vacation. Okay, so we can afford this. Này nó hơi bị lõm lõm ở đây này, sơn nó treo lại. Nhớ vuốt lại trước khi bỏ vào đèn thì nhiều khi mình cái treo nó chảy ra đó. Ngoài ai có chai dầu đó mà. Ai có chai dầu không vậy ta? Nè mấy bạn. Ủa anh thấy chai dầu đây mà. Ủa đó. Treo không? Yeah, treo. No cái nào? Bột. Clear treo. No, yeah, clear treo. Anh làm cái clear treo. Nè mấy bạn thấy không? Một bóng tay. Ok. This có ai có treo cái chai dầu cho anh? Quan thấy có chai dầu đây mà. Để quan em đi hỏi cái dùm anh coi. Này bạn thấy chưa? Đây là cái màu, đây là những cái màu ombre mới ra nha mấy bạn. À, cầm dùm anh, cầm dùm quay dùm anh cái. Để anh bỏ dầu vô. Rồi. Mình sẽ bỏ dầu vào cho mấy bạn coi nha. Thì nó có dầu cho nó sạch sẽ rồi bắt đầu mình mới chụp hình cho mấy bạn coi nha. Hôm nay mình chơi một cái hột hơi to nha mấy bạn. À, tại tối qua anh co phết dữ quá mà cái hột nó to vậy. tối nay mình sẽ bao mấy bạn đi ăn ốc nữa. Không đi coi múa cột nữa. Không, còn ngày hôm qua múa rồi. Đó. Là tối nay là sẽ mời mấy bạn đi ăn ốc nha. Đó tới giờ. Tha hồ luôn. Cái này là món ốc cái nào cũng được hết á. Hello Thảo, hello Danny. Nè mấy bạn, đây các ông. Ok guys, you guys see. Cái màu mà David làm thích cái bàn này là cái ngón này này. Cái ngón J marble này, thấy mấy bạn thấy không? That's nice, right? This marble right here. Nè. Mà y chang cẩm thạch à. Bây giờ mấy bạn thấy nhìn xí và nó giống con thạch vậy đó. Ok. Rồi mua lửa đi em. Rồi. Chị em đi với, ok. Em đi, anh dẫn em đi. Ha. Tối nay anh dẫn em đi ăn ốc. Ok, thôi. Chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. David sẽ out ra cái video này và David sẽ chụp hình để lại cho mấy bạn coi. Chút xíu nữa David sẽ trở lại làm cũng làm móng nhọn nữa nha.